Chỉ vì một tờ vé số độc đắc trị giá 2 tỷ đồng, người vợ đã sát hại chồng bằng nhiều nhát đâm, lấy đi sinh mạng của người chồng xấu số. Cha mất, mẹ đi tù, những đứa con thơ bơ vơ lạc lõng. Bi kịch mang tên Đặng Thị Hồng Giang. Mua vé số cầu may, nhưng chị Đặng Thị Hồng Giang cũng không ngờ rằng nó lại bắt đầu cho một quãng đời bi kịch. Sau ngày trúng số độc đắc, cuộc sống gia đình của chị ngày càng xảy ra tranh cãi vì tiền bạc. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, thì kết cục đau lòng của người vợ giết chồng chính là hậu quả của sự tham lam vô độ ấy. Để biết thêm về nội dung chi tiết, xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi chuyên án ngày hôm nay trong đoạn video sau đây. Vợ sát hại chồng vì trúng số độc đắc. Người phụ nữ ấy tên là Đặng Thị Hồng Giang, tuổi đã ngoài tứ tuần. Chị vào thụ án tại trại giam Long Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đến nay được hơn một năm. Cuộc sống ở trại giam đã cho chị quen, nhưng chị có duy nhất nỗi nhớ nhà và nhớ con là không thể quen được. Nhất là vào những ngày lễ Tết hay dịp sinh nhật của hai con, rồi những khi trời đổ mưa, nỗi nhớ lại ùa về. Ký ức của Đặng Thị Hồng Giang về gia đình phần nhiều là không được êm ấm hạnh phúc. Theo lời chị Giang kể, thời điểm đầu hai vợ chồng rất chí thú làm ăn. Khi chị Giang sinh một bé trai đầu lòng thì hai vợ chồng bàn nhau lên thành phố Tân An để mở một quán hủ tiếu và sập tạp hóa để buôn bán kiếm sống qua ngày. Sau một khoảng thời gian tích góp thì vợ chồng chị cũng đã cất được một căn nhà dưới quê, rồi sinh thêm một đứa con gái. Chị xuống sắc vì sinh con cũng là lúc anh chồng bắt đầu sinh tật, thường xuyên ăn nhậu bạn bè gái gú. Mọi chuyện không may từ đấy cứ dồn dập ùa về. Tai họa bắt đầu ập đến lần đầu tiên vào năm 2010, khi con trai của chị mắc bệnh suy thận. Chị phải đưa con trai của mình lên Sài Gòn để chạy chữa mỗi tháng. Mỗi lần như vậy tiền không tính bằng trăm mà cả vài triệu. Trong khi đó, chồng chị vẫn mê mãi với những cuộc chơi, những cuộc rượu chè. Giang và anh Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1967, là vợ chồng, có chung hai con. Năm 2010, Giang trúng số độc đắc được gần 2 tỷ đồng. Bị cáo không nói với chồng mà đưa số tiền trên cho chị ruột là Đặng Thị Xuân cất giữ. Biết chuyện, anh Phong không hài lòng nên hai vợ chồng thường xuyên cãi vã. Bây giờ ở trong trại giam ngẫm lại, quả là cuộc sống sau ngày trúng số của vợ chồng chị Giang không hề có chút chuyển biến tích cực nào như chị mong muốn. Thậm chí, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng còn trầm trọng hơn bởi những xung đột xoay quanh tiền bạc. Lo rằng số tiền thưởng sẽ cạn kiệt, không còn tiền để cho con, chị Giang đã quyết định nói dối chồng là đem số tiền đó gửi hết cho chị gái. Chồng chị cho rằng chị đã tự ý định đoạt tài sản trong gia đình, không coi trọng mình. Đây cũng chính là mấu chốt khiến cuộc đời về sau của chị thay đổi hoàn toàn. Cho đến một ngày, nỗi bực tức trong lòng của ông chồng chị dâng cao đến đỉnh điểm và kết cục đau lòng đã xảy ra sau một bữa nhậu. Vào 19 giờ 30 phút tối, sau khi uống rượu, anh Phong về nhà tiếp tục gây gổ với chị Giang. Mới đầu là túm tóc, sau đó anh Phong đẩy chị Giang ngã nhào và giáng những trận đòn biếng người. Quá hốt hoảng và tức giận, chị Giang cầm cây kéo đến gần chồng để phòng thủ. Thấy vậy, anh Phong dùng hai tay nắm lấy hai cổ tay của chị. Lúc này, chị Giang dùng kéo đâm liên tiếp về phía trước trúng ngực anh. Trong lúc giằng co, hai người cùng ngã xuống đất, chị Giang tiếp tục đâm mảnh kéo vào ngực chồng. Lúc này, hàng xóm phát hiện sự việc liền chạy tới can ngăn. Anh Nguyễn Thanh Phong được mọi người đưa đi cấp cứu và chết ngay sau đó. Sau khi sát hại chồng, Đặng Thị Hồng Giang đến cơ quan chức năng đầu thú. Qua quá trình điều tra, hành vi của Đặng Thị Hồng Giang đã đủ để cấu thành tội giết người. Bị cáo bị kết án 8 năm tù giam. Vậy là tấm vé số độc đắc mới chỉ mang đến cho chị niềm vui ngắn ngủi thì đã đẩy chị vào tấm bi kịch lớn nhất của đời người. Bây giờ những bữa cơm gia đình được thay thế bằng những bữa cơm trại cùng với các bạn tù.
Ở đây, vì cùng chung hoàn cảnh phải cách ly với người thân, nên những người phụ nữ dễ dàng chia sẻ cởi mở với nhau hơn. Vì vậy, nhiều lúc khó tránh khỏi những giây phút chạnh lòng khi bị cáo Giang nghĩ đến các con. Không biết các con của chị có thấy cô đơn, thiệt thòi so với bạn cùng trang lứa hay không, khi không có cha mẹ ở bên quan tâm, săn sóc. Ngôi nhà của vợ chồng chị Giang ở xã Bình Thành, huyện Thủ Thừa, lâu nay cửa khóa im lìm. Cháu lớn hiện đang học cao đẳng trên thành phố Tân An. Còn cháu nhỏ hiện đang sống cùng với ông bà nội ở gian nhà kế bên. Cuộc sống của hai cháu nhỏ giờ phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của ông bà nội và các cô dì, chú bác. Sau ngày vụ án xảy ra, dù vẫn giận con dâu nhưng hai cháu cũng là máu mủ của mình, nên ông bà hết mực yêu thương và săn sóc, động viên và cố gắng bù đắp những tổn thương mà hai cháu nhỏ đang phải gánh chịu. Mỗi lần nhắc đến tờ vé số độc đắc, nét mặt bà lại buồn. Ông bà biết từ ngày trúng số, gia đình con trai của mình không mấy được vui vẻ. Ông bà cũng đã lên tiếng khuyên răn ngăn các con, nhưng không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Trong suy nghĩ của bà, tờ vé số đó chính là nguồn cơn khiến cho gia đình của con đổ vỡ, ly tán. Nhưng vì tương lai của hai cháu, nỗi đau mất con của họ đã chôn chặt ở đáy lòng. Suy cho cùng thì tấm vé số độc đắc ấy không có lỗi. Bởi giá như hai vợ chồng họ biết chia sẻ cho nhau nhiều hơn, biết nghĩ cho người còn lại, thì có lẽ gia đình của họ sẽ không có kết cục như ngày hôm nay. Cũng sẽ không có những cuộc chia lìa vĩnh viễn giữa cha mẹ và các con. Cũng sẽ không có một bi kịch mang tên Đặng Thị Hồng Giang. Chúng vé số đâu phải hạnh phúc như người ta vẫn nghĩ. Mong rằng những ngày trong trại giam, chị Giang sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để có thể trở về cùng gia đình, chăm sóc cho các con thật chu đáo, như chuộc lỗi, mòi tội lỗi mà mình đã gây ra. Con người chúng ta ai cũng có sẵn lòng tham trong người. Lòng tham ấy ví như người nuôi rắn độc, không cẩn thận từng phút sẽ bị rắn độc quay đầu lại cắn. Cuộc sống ngày hôm nay chúng ta bon chen với đời, tìm kế sinh nhai, kiếm tiền, danh vọng, ham muốn tình yêu. Lòng tham ấy kích động tâm trí khiến chúng ta cảm thấy khổ tâm, không hài lòng với những gì mình đang có. Con người ta khi tham lam quá sẽ trở nên mù quáng, không biết đến giới hạn, sẵn sàng từ bỏ những thứ mình đang có để đạt được sở hữu những thứ quý giá hơn. Sự tham lam mù quáng có khi khiến cho con người chúng ta phải trả giá đắt mới hiểu ra rằng những thứ quý giá ấy luôn ở ngay bên cạnh mình, chứ không phải tìm kiếm nơi đâu xa. Chuyện án ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị đăng ký kênh Giải Mã TV để được theo dõi hành trình phá án tiếp theo của chúng tôi. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.